cáo sim đánh cắp 1,8 triệu đô la Mỹ tiền ảo. Xét Shapiro đến từ Torrance, California nói rằng AT phải chịu trách nhiệm vì không thực thi quy trình kiểm soát nhân viên để họ thông đồng với tin tặc. Theo đó, nhân viên nhà mạng đã 4 lần tiếp cận trái phép tài khoản không dây AT của Shapiro để xem thông tin cá nhân. Sau đó số sim của Shapiro bị chuyển cho người lạ mặt. Từ đây, kẻ xấu đã sử dụng mọi thông tin cần thiết để đánh cắp khoản tiền lớn của khách hàng. Trong vụ đánh cháo này, số sim gắn với tài khoản không dây của Sapiro được chuyển từ điện thoại của nạn nhân cho bên thứ ba. Từ đây, kẻ xấu có thể kiểm soát tất cả dữ liệu, tin nhắn và cuộc gọi. Sapiro cáo buộc nhân viên AT đã chủ đích gây tổn hại cho khách hàng bằng cách thông đồng với tin tặc đánh cắp tiền trong tài khoản. Tổng cộng 9 người bị cáo buộc đánh cắp tiền của Sapiro, gồm hai cựu nhân viên AT. Đáng chú ý, hai nhân viên này từng nhiều lần thực hiện hành vi cháo sim của khách hàng.